nguy cơ đột quỵ tới 51% nếu bạn gặp 4 dấu hiệu này vào ban đêm, ai cũng cần biết. Đột quỵ thì rất nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống của người bệnh. Vì vậy ai cũng sợ nó, ngay cả khi đã được cứu sống rồi thì những di chứng để lại cũng không hề đơn giản. Và sau đây là 4 đặc điểm của những người có nguy cơ cao bị đột quỵ. Thứ nhất, thường xuyên mất ngủ. Thứ hai, hay thức dậy vào ban đêm. Thứ ba, hay dậy quá sớm và không ngủ lại được. Thứ tư, không cảm thấy thư giãn thoải mái khi thức dậy vào buổi sáng. Những người ngủ ít hơn 5 tiếng một đêm thì có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần so với những người ngủ đủ 7 tiếng. Mất ngủ liên quan chặt chẽ tới tình trạng căng thẳng áp lực. Những điều này thì sẽ làm tăng sinh quá mức các gốc tự do, gây ra các mảng xơ vữa và huyết khối. Chúng khiến các mạch máu bị bít tắc, gây ra tình trạng thiếu máu lên não phía sau hoặc làm vỡ mạch máu. Từ đó thì máu sẽ tràn ra vùng não xung quanh và dẫn tới đột quỵ. Để cải thiện triệu chứng trên thì bạn cần tìm cách giải tỏa căng thẳng và điều trị mất ngủ. Hiện tại Sống Lành có sản phẩm trà thanh tâm an giấc, giúp cho những người đã bị mất ngủ từ lâu cũng có thể ngủ lại được. Giá sản phẩm là 180.000 một gói mà lại còn đang được miễn phí giao hàng toàn quốc. Vì vậy nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ, hãy thử sử dụng sản phẩm này nha, sẽ được cải thiện đáng kể đấy. Nếu bạn quan tâm tới sản phẩm, hãy nhanh chóng nhắn tin cho Sống Lành để nhận được tư vấn và đặt hàng sớm nhất. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh.